Andy và mình là bà cô già của các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình á, thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy hay, thấy đúng thì bạn có thể subscribe kênh và nhấn chuông để ủng hộ mình. Để lại bình luận nếu bạn có điều gì muốn nói với mình ha. Đừng quên like, share bởi vì đó là những cái mà thể hiện gọi là cái tình cảm của mọi người đối với mình ha. Mình còn có một kênh Tarot thứ hai nữa, đó là Tarot Bánh Quy. Thì hai kênh này đều là của mình hết. Một cái về nhân sinh quan, Tarot Bánh Quy là nhân sinh quan của việc phát triển bản thân, của việc dự báo tuần, dự báo tháng. Còn khu vườn nhỏ của Andy thì nó hơi mờ lem một chút xíu. Thì hôm nay thì mình cũng làm một chủ đề mờ lem mà mình nghĩ mọi người cũng rất là thích đó. Đó là vì sao họ lại yêu bạn. Thì đối với chủ đề này, bạn không nhất thiết cần phải có người yêu để biết là vì sao họ lại yêu bạn. Thứ nhất, thứ hai, họ ở đây là ai? Họ ở đây là bất kể ai, tức nghĩa là có thể là người trong quá khứ, người trong hiện tại hoặc là người trong tương lai. Bạn nghe, bạn thấy, tiếp thu thông tin ở từng tụ thôi ha. Thì tụ nào mình cũng sẽ có những cái thông tin riêng. Thì đây là tụ 1 nè, tụ 2 nè và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn cái tụ bài mà các bạn cảm giác bị hút nhất hoặc là thích nhất. Thì mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Ê, chào các bạn chọn tụ số 1. Nhưng mà mình lại giơ hai ngón tay. Hôm nay thì mình lại quay clip vào buổi tối, thành ra ánh đèn nó hơi bị chói đó. Thành ra chắc cỡ dày chắc được rồi. 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 Thì bây giờ để coi là vì sao họ lại yêu bạn ha. Đầu tiên là strength. 15 là devil. Devil một lần nữa. Chúng ta có bạn đã làm gì người ta để người ta đắm say bạn như một devil? Justice. Bạn đã làm gì? Năm tiền. 10 tiền. Cha cha. Justice. Quarter. Ủa la la. Năm gậy. Đối với những bạn chọn tụ số số 1 này á, thì đầu tiên cái mà mình thấy thứ nhất đó là các bạn có một vài lá trùng với nhau, hoặc không phải là một vài đâu mà rất là nhiều á. Bạn biết là mình xài ở đây là 4 bộ bài mà mỗi bộ là 78 lá mà mình xào một cách ngẫu nhiên nha, chứ mình không có chơi chọn bài đâu ha. Mà nó lên trùng 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 như thế này, tức nghĩa là là ngẫu nhiên thôi, ai biết được. Thì ở đây chúng ta có là hai lá devil, hai lá justice. Thật là ghê gớm. Thôi kệ, quan trọng là vì sao họ lại thích bạn. Thứ nhất đó, là chúng ta có strength với the devil lần thứ nhất. Thì mình cảm giác cái người này thích bạn á, thật ra mình cảm giác bạn mang cho họ một cái sự thuần khiết, mà hoặc là bạn mang cho họ một cái gì đó nó liên quan đến việc đó là bạn sẵn sàng đem tình yêu thương đến họ, nhưng người này lại là the devil. Mình cảm giác giống như bạn có cái người này, mình cảm giác giống như là thật ra họ có vẻ không thích bạn lắm đâu, hoặc là họ giống như là mình có thể nói trong một cái trường hợp đó là cơm dân đến miệng, hoặc là mèo với mỡ, giống như mỡ dân miệng mèo. Tại vì mình thấy ở đây đó là strength, đó là một lá của sự thanh khiết, của sự đường đường chính chính, của một sự minh bạch, bạn thấy không, rõ ràng luôn. Còn ở dưới này The Devil lại là một cái gì nó liên quan đến cạm bẫy, liên quan đến những cái gì nó mang tính gọi là thu hút, rù quến. The Devil là quyến rũ, tức nghĩa là có thể nha, đối với cái người thứ nhất này hoặc là cái người này á, thì bạn vì sao họ lại yêu bạn, bởi vì đơn giản nhất họ có thể là bad boy bad girl, họ mang một cái nguồn năng lượng, một cái sự rù quến, một cái cảm xúc, một cái gì đó mà bạn không thể cưỡng lại được. Tức nghĩa là mình cảm giác giống như họ yêu bạn bởi vì bạn là một cục mỡ, bạn là một cái bông hoa cũng xinh, và họ đơn giản là trong thời điểm đó họ muốn hái và họ muốn ăn. Còn ăn hay hái chưa thì mình không biết, nhưng mà mình cảm giác ở đây một điều đó là dù ăn hay hái gì á, thì mình nghĩ cái này nó là một cái sự tự nguyện đến từ phía bên bạn. Bạn không thể nào né né được, tại vì đơn giản đây là bạn tự đi tới, mà bạn có né gì đâu. Bạn đường đường giống như nào nha, đây là cái bẫy, bạn với đi con sư tử của bạn cứ đi cà phạt cà phạt cà phạt cà phạt tới đạp cái phập là dính. Tại vì mình thấy không không mình không thấy có sự gọi là gì ta, cái gì cũng cưỡng á ta, mà mình không phải là cưỡng mà bạn nghĩ đâu, không phải là khiên cưỡng mà làm cưỡng ép,
cái gì mà dạng giống như là bạn tự 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 khựng lại, tự dừng lại á, giống như bạn không có muốn đi tới mà bạn vẫn cứ đi á, mình cảm giác giống như kháng cự. Đúng rồi, kháng cự, cự với cường á, đại loại nó là vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là vì sao người này lại yêu bạn. Mình cảm giác đó, đến cái trường hợp thứ hai á, là mình cảm giác cái the devil thứ hai với justice, nó lại cho mình cái cảm giác đó là lần này bạn lại đóng vai the devil. Bạn có thể sau câu chuyện tình cảm đầu tiên hoặc là sau cái người đầu tiên này nè, cái người đã húp bạn á, thì cái kiểu the devil thứ hai đó là bây giờ bạn lại mang cái gương mặt của the devil, bạn đi húp người ta và bạn vô tình húp một ai đó ở đây. Tại vì bài nó lên cho mình cảm giác đó là ở lần thứ hai này bạn chính là the devil và bạn mang cái sức mạnh của sự rù quến, bạn mang cái sức mạnh của một cái con người mà bạn biết được giá trị của bản thân bạn. Giống như ngày xưa em là một cô gái ngây thơ trong sáng, và người ta thường dùng từ đó là một cái cô gái mang tính một cái nét đẹp thuần khiết, một con người có một cái tình yêu trinh nguyên và vẹn toàn và trong trắng. Con đường của cô ấy luôn luôn là màu hồng, và bạn bước vô một cái bẫy, nó làm nhuốm chàm đi cái con người của bạn, và sau đó bạn trở thành một cô gái nhuốm chàm và bạn nhúng chân xuống bùn, và lúc đó bạn bạn quẩy ở trong cái đống bùn đó. Bạn càng quẩy thì bạn càng dơ, và mình dơ ở đây không nói là mình nói về cái con người bạn đâu nha. Dơ đây tức nghĩa là bạn bị chìm đắm trong những cảm xúc, có thể tại thời điểm đó bạn khi một bạn nhận ra được tình yêu của bạn bị phản bội, bạn bị ai đó bông đùa hoặc là chơi cợt nhã, bạn cảm giác giống như là đau khổ bạn không vượt qua được, cũng là the devil. Tức nghĩa là bạn không buông bỏ được, chứ không nhất thiết lúc nào the devil cũng là sự rù quá, là sexy, là gợi tình gợi dục. Không không, the devil có rất là nhiều khía cạnh nằm trong đó. Giống như bạn bạn chơi thuốc, bạn phê, bạn không bỏ được, nghiện ma túy, nghiện ngập cờ bạc, những thói quen tật xấu đều là the devil hết. Thì mình cảm giác có thể trong cái tình cảm này bạn không buông bỏ được người cũ, bạn cố chấp, bạn cảm giác bị mắc kẹt trong đó, và bạn muốn giống như người ta nói có những người khi mà bị họ bị tổn thương á, họ cố gắng lấp đầy khoảng trống của họ bằng việc quen nhiều người hoặc là yêu đương nhiều người để tìm được người phù hợp với họ. Thì mình cảm giác có thể trong The Devil thứ hai này bạn mang cái gương mặt đó, gương mặt của việc đó là làm cho ai đó bị mất đi sự cân bằng, ngay cả lý tính cũng không thể kiểm soát được. Tức nghĩa là người này đâm đầu vào bạn bởi vì quên cái lá 8 với lá Justice này. Lá 8 này là với lá 11 này cũng hay liên quan với nhau. Không, dĩ nhiên là hai người này là hai người khác hoặc là hai cuộc tình khác nhau. Bởi vì mình cảm giác cái Justice này nó là cái gì đó, mình cảm giác có thể người này họ thích bạn bởi vì họ cũng mê hoặc, họ bị mê hoặc, bị thu hút, hoặc là giữa bạn với họ có một cái sự nợ duyên nào đó. Nếu bạn đã từng xem quá nhiều video clip của mình thì bạn sẽ hiểu thế nào gọi là nợ duyên đối với mình. Nợ duyên đối với mình đó là gì? Đó là một cái tình cảm mà ở đó bạn tạo ra một cái gì đó khiến cho người này bị tổn thương, có thể bạn đã gây tổn thương gì đó lên người này, hoặc là nếu bạn tin theo những gì gọi là duyên nợ, là những cái gì gọi là ngẫu nhiên trên cuộc đời này, thì nợ duyên đối với mình đó là một cái cuộc tình mà ở đó hai bên đều day dứt, và cái day dứt này là cái day dứt mà bạn gây ra cho người ta. Và bạn mình cảm giác giống như bởi vì bạn là the devil mà, the devil thì có con nào nó tốt. Vấn đề nằm ở chỗ đó là mối quan hệ này chắc chắn cô sẽ không đi đến đâu. Justice mà quen với giống như là lòng tham với công lý đó, hai cái đó không thể nào đi chung với nhau nhưng luôn tồn tại song song với nhau. Cũng giống như những cái xấu và những cái tốt, nó cũng luôn tồn tại song song với nhau nhưng nó không bao giờ quen được nhau hoặc là đi chung với nhau được. Mình cảm giác bài của các bạn nó lên lúc nào cũng là một cặp đối lập hết. Bạn nhìn bạn để ý nha. Ở đây là sự trong sáng thuần khiết đi chung với bóng tối, ở đây là sự quyến rũ ma mãnh, sự bóng hoặc là kiểu giống như là những cái gì nó liên quan đến cái thiện và cái ác. Đây, 5 tiền và 10 tiền, kẻ thiếu người thừa, Justice và 5 gậy. Cái này thì mình không biết nhưng mà đó để sau. Thì mình cảm giác đó là cái đó thì chưa nhìn ra đó, ý là như vậy á. Là cái này mình thấy nè. Cái thứ ba nữa đó là vì sao người này lại yêu bạn 5 tiền và 10 tiền. Đến cái cặp bài thứ ba này nó cho mình một cái suy nghĩ rất là lạ. Tại sao một người 5 tiền với một người 10 tiền lại có thể yêu nhau được? 5 tiền là nửa đoạn đường của 10 tiền. Thế 10 tiền này họ thiếu cái gì mà họ lại cần ở người 5 tiền? Mình cảm giác có thể bạn là trong cái lần thứ ba này, hoặc là cái trường hợp mới này, một ai đó trong tương lai, có thể là trong hiện tại hoặc là trong quá khứ nói chung, thì mình cảm giác đó là cái người 10 tiền, có những người họ từng sống trong khung cảnh của những người sung sướng đầy đủ và họ chưa bao giờ trải qua được cái cảm giác của những người thiếu thốn. Tức nghĩa là ví dụ nha,
mình không nói là thiếu thốn đây là thiếu thốn cái gì, mà vấn đề giống như ví dụ nha, bạn có bao giờ quen những nghe những cái câu chuyện liên quan đến hoàng tử và lọ lem không? Dĩ nhiên chắc chắn phải có nghe rồi, tại hỏi vậy thôi, ai ai chả nghe, đứa nào giờ này chưa nghe là không có tuổi thơ. Thì đối với mình á, là mình cảm giác đó là có những người họ sống trong nhung lụa, họ sống trong giàu sang, họ sống trong vật chất đầy đủ, và họ thấy được đây là một cái cô gái, một cái chàng trai nào đó năm tiền, tức nghĩa là một người nghèo khổ khắc khổ, họ có ý chí họ vượt lên, hoặc là họ là một cái cô lọ lem, một cái Cinderella rất là giỏi giang, nhưng mà có vẻ như cuộc đời không được trôi chảy và trơn tru lắm. Và mình cảm giác giống như là cái người 10 tiền này muốn bù đắp cho cái người 5 tiền này. Còn bạn vì sao thu hút được họ? Mình cảm giác bạn thu hút được họ bởi vì đơn giản cái tâm của bạn nó cho họ cái cảm giác của sự bảo bọc, nó cho họ cái cảm giác của sự thu hút, tức nghĩa là đâu không không cần nhất thiết giống như là bạn phải đẹp, gọi là nghiêng nước nghiêng thành, không cần nhất thiết bạn phải rù quến khoác lên mình bộ áo đẹp. Có thể là sau tất cả những cái gì xảy ra ở đây, bạn nhận ra được trong tình yêu này bạn có rất là nhiều lỗ hổng, bạn có rất là nhiều tổn thương, hoặc là có thể đây là một người chưa từng biết yêu. 10 tiền là một người đôi khi họ chỉ sống bằng vật chất á, họ chỉ sống trong cơm áo gạo tiền một cách đầy đủ, họ có công việc ngon lành, họ có một cái cuộc sống, nói chung là họ không có nghĩ nhiều. Có những người thật sự như vậy nha, tức nghĩa là họ không có yêu đương gì hết trơn á, đơn thuần chỉ họ là sáng mở mắt ra đi làm, tối đi về, đi bạn chơi, đi đi chơi với bạn bè, cà phê cà pháo, hoặc là hết xong rồi đi về. Họ không có quan tâm tới chuyện là yêu đương, có tiền thì mua đồ ăn, mua quần áo, mua xe, mua đồ thư giải trí này nọ. Còn bạn là một cái hoàn cảnh ngược lại, và mình cảm giác cái thứ mà họ bị thu hút bởi bạn bởi là cái tâm, cái tánh, hoặc là bởi những cái gì mà bạn đã trải qua mà họ không hiểu được. Tức nghĩa ví dụ như bạn là một Cinderella, bạn là một lọ lem, thì bạn bạn biết cái cuộc đời của những cái cô gái này rồi đó, lên xuống giống như là lên chó xuống lên voi xuống chó. Thì dĩ nhiên là những cái người hoàng tử, những cái người mà có cái tâm hồn nó lấp lánh long lanh á, hoặc là kiểu giống như là nó không có màng tới những cái thứ mà gọi là lung linh long lanh á, thì nó sẽ yêu những cái cô gái muốn chân thành, hoặc là có thể họ đi tìm một cái người có một cái tấm lòng chân thành, một cái con người cần cù lam lũ, và bạn lọt vào mắt xanh của họ cũng nên. Thật ra mình luôn tin vào những câu chuyện đó. Trên đời này không phải ai cũng tham tiền, và trên đời này không phải ai cũng tham đẹp, dĩ nhiên phải có những người này người khác nó mới cân bằng. Cái nữa là Justice và năm gậy. Justice và năm gậy trong bộ này á, nó lại cho mình một cái cảm giác của người này yêu bạn vì cái gì. Người này yêu bạn bởi vì họ tin vào bạn. Mình dùng từ tin nha, nhưng không phải mình dùng từ yêu nha. Mình nghĩ người này có một cái gì đó họ bị thu hút bởi vì bạn là một Justice. Bạn có một cái nét, một cái thần thái, một cái sự sắc sảo, một cái sự trải đời. Dĩ nhiên là qua qua coi như người ta gọi là gì, trăm cuộc bể dâu. Đây, bây giờ bạn đã thành một cái cô gái, nếu bạn nhìn nha, nhìn bài, bạn lấy lại được cái hào quang của bạn, một cái sự sáng sủa, một cái sự đẹp đẽ. Nhưng bên cạnh đó, bạn là một người phụ nữ sắc bén. Dĩ nhiên nếu bạn là đàn ông thì bạn là một người 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 con trai thông minh. Thì mình cảm giác ở đây á, đó là sau trăm cuộc bể dâu, bạn trở thành một con người có ý chí, có sự thông minh, có sự sắc sảo, dĩ nhiên và nét đẹp của bạn sẽ trở về. Dĩ nhiên người ta không nói là dĩ nhiên Cinderella thì nó đã đẹp rồi chứ nó không có xấu, không có con Cinderella nào mà xấu hết trơn á, nó phải đẹp. Và mình cảm giác bạn đã trở thành một Justice, một cái Justice mà ở trong đó bạn có thanh gươm của lý trí, bạn có ánh sáng phát ra ở đầu thanh gươm, không phải như Justice này không sáng. Và bạn bỏ qua được những cái xấu, bạn bỏ qua được cái nghèo, bạn vượt lên mọi thứ để bạn trở thành một Justice. Và người này thích bạn bởi vì bạn đúng nghĩa là một người sạch từ trong ra ngoài, sáng, đẹp, có một tâm hồn, có một ý chí, có một cái gì đó mà mình cảm giác giống như là hiếm có, không phải của ai cũng có. Trời ơi, nghe nghe thích dễ sợ. Và mình cảm giác giống như là thực sự mình cảm giác giống như là nếu nếu trên đời này có một người như thế này, à dĩ nhiên mình đang nói là có, các bạn đang xem tụi một, các bạn chọn tụi một là các bạn đã tồn tại rồi đó. Tức nghĩa là có thể mình nói nghe hơi cao xa, hơi bay bổng, nhưng mà thật sự có thể trong sau mọi thứ, người ta gọi là sau tất cả, mình lại về với nhau. Thật ra mình đang chế lời bài hát đó. Thì mình cảm giác đó là năm gậy ở đây là người này bị thu hút bởi bạn, bởi cái sự trái ngược giữa bạn và họ. Nhưng năm gậy này không nhất thiết phải là mâu thuẫn, người ta nói trái ngược không đồng nghĩa với mâu thuẫn. Mình cảm giác người này có một cái gì đó bị hú hút, họ bị hút bởi bạn nhiều, và mình cảm giác bạn cũng biết cách thu hút họ, và mình chỉ cảm giác giống như là người này muốn chinh phục và muốn muốn có được một cái ngôi sao sáng nhất, một người phụ nữ đẹp nhất, một chàng trai thông minh nhất, một con người đã có sự bao dung, có tình cảm, có sự trải nghiệm và có sự già đời trong đó. Thì bây giờ mình sẽ kéo thêm, mình sẽ kéo nữa. Ây da, mình là chúa hậu đậu luôn á. Mình sẽ kéo cho bạn ba lá liên quan đến gọi là thông tin về cái người này ha. À thôi, không không kéo thông tin về người này đâu.
mình sẽ kéo là lời khuyên cho bạn một lá thôi, không cần thông tin thông tiết gì hết. Kéo cho bạn một lá đó là thông điệp đây. You are healing. Để mình coi. Chữa lành là một quá trình cần thời gian và nỗ lực, niềm tin. Đôi khi bạn cần chữa lành nhưng lại không thấy bởi vì không phải lúc hoặc là không đúng cách. Hãy kiên nhẫn bởi vì bạn cần được sự chữa lành. Mình nghĩ thông điệp này nó đơn giản là gì? Nếu bạn đang trong một cái hành trình, đang trong một cái quá trình nào đó ở đây, bạn chưa đi đến được cái giai đoạn trở thành một cái người phụ nữ lóe sáng như thế này, là bạn đang trong giai đoạn phục hồi. Và nếu bạn đang trong giai đoạn xuống chó thì cứ hãy chấp nhận xuống chó, sau này chúng ta sẽ lại lên voi. Hãy có niềm tin và hãy tin vào một tương lai nào đó sẽ có một chàng hoàng tử nào đến xúc bạn đi. Ây dạ, xin chào mấy bạn chọn tù số 2 ha. Tụ số 2 vì sao họ lại thích bạn? Chúng ta có chariot, chúng ta có hai cốc, năm gậy, bài nó lên tương tự nhau rồi. Hierophant, mình cảm giác rất là thú vị nha, để một hồi mình sẽ nói cái thú vị cho các bạn nghe. Bốn tiền, ba kiếm, queen one, kỳ sĩ cấp. Nói chung mình cũng không biết tại sao mình lại có hứng hứng minh như thế. Chắc là đang yêu đời. Rồi, vì sao họ lại yêu bạn? Chúng ta có chariot và hai cốc. Mình nghĩ họ yêu bạn bởi vì người này, đầu tiên là họ cảm giác bạn là người đồng hành cùng họ. Bạn là một người có thể liên quan đến tình đầu. Có thể là bạn là người họ giống như từ xưa tới giờ họ chưa từng biết yêu đương là gì. Và họ thấy được ở bạn là một cái ý chí, một sự mạnh mẽ, một sự tương đồng, một sự thu hút, một cái sự đồng cảm, một sự thấu hiểu. Bởi vì giống như nha, mình nhìn thấy bạn với họ là một cặp bạch mã đi trên một con đường. Mình cảm giác có thể bạn và họ có cùng một thời gian ở hầm, bạn có cùng một khoảng trải qua cùng nhau, một khoảng thời gian, một khoảng ký ức, một khoảng giống như có thể hai cốc có thể bạn với họ là đồng nghiệp, là người quen, là những cái mối quan hệ mà ở đó hai bạn có thể tiếp xúc thường, gặp gỡ nhau thường xuyên, sinh hoạt cùng trường, cùng lớp, ở trọ chung, làm chung, học chung, hoặc là có những thú vui chung, sở thích chung. Tức nghĩa là bạn với họ phải có rất nhiều điểm chung, thành ra họ với bạn mới thích nhau được, hoặc là họ mới thích bạn được. Có thể bạn không thích họ nhưng vấn đề đây là họ thích bạn, họ yêu bạn mà. Và cái thứ nhất, hai cốc là sự tương đồng, là một cái gì đó nó mang tính không nghĩa, không những là giao thoa mà là chấp nhận. Tức nghĩa là người này hoàn toàn chấp nhận bạn dù bạn như thế nào. Bởi vì mình nói rồi, hai cốc với chariot là yêu đương đôi khi hơi mù quáng á. Tức nghĩa là yêu bằng cả tấm lòng, yêu bằng cả con tim, và yêu bằng một cái sự hy sinh luôn. Tức nghĩa là họ sẵn sàng cho đi những cái họ cần. Ủa lộn, đúng rồi, họ sẵn sàng cho đi những cái họ muốn. Mình cảm giác giống như là trong cái câu chuyện tình cảm này á, mình thấy có một cái sự cứng đầu. Mình cảm giác có một cái gì đó, chariot là một người rất là quyết tâm, là một người kiên định, hoặc là đại loại. Tức nghĩa là trong tình cảm của bạn với họ, mình thấy họ cũng rất là thẳng thừng tiết lộ, hoặc là thẳng thừng thể hiện với bạn là ừ, anh yêu em đó, em có yêu anh không, còn nếu em không yêu anh thì anh vẫn cứ yêu em đó, thích thì không thích, không thích thì thích, kiểu giống vậy. Và mình cảm giác cái kiểu của họ đó là lúc nào họ cũng muốn chứng minh cho bạn thấy một điều, đó là tấm lòng của anh thẳng như con ngựa, và con ngựa nó cứ chạy thẳng thẳng thẳng, còn em không thích thì kệ em. Và mình cảm giác giống như là người này đôi khi họ, mình nói thẳng, người này đôi khi họ là người không, mình nghĩ không hiểu được tình yêu là gì. Bởi vì mình thấy cái cách yêu của họ nó giống như, ví dụ nha, mình với bạn là người yêu nhau, nhưng nếu mình đã nói không, mình không thích bạn, thì dù bạn có làm cái gì 100 lần mình cũng không bao giờ thích bạn, bởi vì mình không thích là mình không thích. Thì mình cảm giác giống như là mình nghĩ có một số bạn sẽ không hiểu được, một số bạn sẽ nói là người ta có chân tình, người ta có tấm lòng thành, tại sao không chấp nhận? Không, cái đó là thương hại, cái đó là miễn cưỡng, hoặc cái đó không phải là tình yêu. Đối với mình, tình yêu nó không phải là định nghĩa theo cái kiểu đó, đó là tình thương hoặc là thương tình, chứ không phải là tình yêu. Không, mình không có khái niệm như vậy. Thứ hai nữa là năm gậy và lá Hierophant. Cái năm gậy và Hierophant này nó liên quan tới một cái gì đó, nó cho mình cảm giác là cái
cái tình cảm này á, nó có nhiều sự mâu thuẫn lắm. Mình cảm giác trong cái người này đôi khi họ cũng từng nhận ra, từng biết rằng, từng nghe thấy ở đâu đó, hoặc là từng được nhiều người khuyên rằng đừng yêu bạn nữa, hoặc là đừng vì bạn nữa, hoặc là đừng theo bạn nữa, hoặc là đừng thích bạn nữa. Hoặc là đơn giản bạn cũng tát vô mặt nó phạt phạt, giống như mình mới nói đó là tao không có yêu mày, kiểu giống vậy. Và mình, nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là cái gì? Đó là người này mình nói là người cố chấp, nó lì lắm, nó có tarot mà nó có hierophant nữa. Tôi nghĩ là dù ha, giả sử người này là người có đi xem tarot giống như mình đang xem cho bạn, mà mình nói giống như ở nha, mà nghĩa là không có được yêu con đó, hoặc là dạng giống như là câu chuyện tình cảm này không có thành đâu, bởi vì cái đứa kia nó không có thích mày đâu, bởi vì cái đứa kia nó có người khác rồi, bởi vì cái đứa kia trong lòng nó có nhiều lựa chọn, nó có nhiều mâu thuẫn, nó có nhiều vấn đề lắm, mà nó cũng đâu có yêu mày đâu. Nhưng mà bạn sẽ là kiểu giống và cái người mà thích bạn hoặc là yêu bạn á, họ sẽ kiểu như ừ tao biết vậy á, nhưng mà giờ tao thích nó rồi thì sao? Tức nghĩa là mình cảm giác dù người này là người như thế nào, mình có nói với cái gì với họ, mình có phân tích lý lẽ, mình có nói logic, mình có nói tình cảm, mình có phân tích ABCDEF các kiểu, hoặc là thậm chí ngay các bạn lại bạn nói với họ rằng trời ơi làm ơn đừng có yêu tôi nữa má, mệt lắm rồi, kiểu giống vậy, họ vẫn yêu. Bởi vì mình cảm thấy được là đối với người này, họ muốn có sự chiếm hữu, họ muốn có sự chinh phục, họ muốn có cái họ muốn. Và đơn giản trong cái năm gậy này, họ cảm giác đó là một cái cuộc vui. Dĩ nhiên không có ai hiểu được cái định nghĩa cuộc vui nào trong cái câu chuyện này hết. Đơn giản giống như đối với họ, anh nếu không phải là em thì không phải là ai hết. Đó là thứ mình thấy trong cái suy nghĩ của người này. Và mình cảm giác đó là người này họ cố chấp, họ cố chấp kinh khủng. Cái nữa là mình thấy trong đây là có 4 gậy với 3 tiền. Ủa lộn, 4 tiền với 3 gậy. Ủa lộn, 4 tiền với 3 kiếm. Đây, đây là cái câu chuyện thân lừa ưa nặng. Và sau cái câu chuyện lì lợm này thì họ bắt đầu nhận ra được một điều, đó là chúng ta càng đi chung với nhau thì chúng ta càng trở nên là gánh nặng của nhau. Nếu bạn hiểu được câu chuyện của mình, bạn hiểu được cái vai trò của người yêu một người mà dù mình có chăm bẵm, dù mình có hy sinh, dù mình có quyết tâm theo đuổi theo năm tháng, dù mình bỏ cả thanh xuân để mình quen một người, thì đến một ngày nào đó cái người được bạn yêu thương á, họ cũng cảm giác mệt á. Họ cảm giác giống như là anh có thể đáp lại tình cảm của em, nhưng nó không phải là tình yêu. Anh có thể quan tâm, anh có thể làm bờ vai bên cạnh em, anh có thể chăm sóc anh có thể yêu em có thể là tri kỷ của anh, nhưng thật sự trong lòng anh không phải, không xem em làm người yêu. Đây là thân lừa ưa nặng. Và mình cảm giác cái câu chuyện này nó cái gì, nó dẫn đến một cái câu chuyện là ba kiếm đôi bên đều bị tổn thương. Dĩ nhiên mình cũng không biết cái tụ hai này á là nó đang nói tới ai, hoặc là có bao nhiêu người, người này là quá khứ, hiện tại hay tương lai, hoặc thậm chí có thể những bạn chọn tụ hai đang cảm giác là không đúng, nhưng mà có thể nhá, người này là một người mà bạn không biết luôn á. Tức nghĩa là người này họ giấu giếm cái tình cảm này ly, hoặc là cho đến khi bây giờ mình nói bạn ngồi bạn nghĩ lại bạn mới thấy được cái người này. Tức nghĩa là mình luôn luôn cảm giác cái người chọn tụ hai này nè, bạn không phải là người vô tâm, nhưng mình cảm giác bạn là người sống tình cảm, nhưng mà bạn lại đôi khi không rõ ràng. Mình cảm giác cái bốn tiền với ba kiếm này nè, đến thời điểm bây giờ khi mà bị tổn thương, và dĩ nhiên mình cảm giác cái tổn thương này đến từ phía họ, họ mới nhận ra được một điều, đó là thân lừa đã ưa nặng quá rồi. Còn cái người kéo con lừa này đi á, có thể là bạn. Tức nghĩa là dù bạn không có tình cảm với họ nhưng bạn vẫn cứ kéo họ đi. Và mình cảm giác đó giống như tới một lúc nào đó mình cảm giác bạn cũng sẽ dĩ nhiên không chắc là bạn sẽ bỏ họ hay không, nhưng mình không biết. Bởi vì bài nó lên một điều, đó là mình vẫn tạm thời chưa thấy là bạn buông con lừa này ra. Và họ vẫn yêu bạn một cách thầm lặng. Họ chuyển sang từ chế độ gọi là xe ngựa, họ chuyển từ ngựa thành lừa, và từ lừa họ biến thành không có. Tức nghĩa là gì, họ cứ lẩn vẩn theo bạn dưới một cái hình thức nào đó khác. Có thể họ sẽ theo dõi trên mạng xã hội, hoặc là họ thông qua bạn bè người quen của bạn để có thông tin thêm về bạn chẳng hạn. Kế bên là chúng ta có Queen One với Kỵ Sĩ Cốc. Thì mình nghĩ mình không biết người này yêu bạn vì lý do gì, nhưng mình cảm giác được một điều là trong bạn trong họ bạn là một Queen One lộng lẫy, là một cái nữ hoàng rất là to, là một con người có một cái trái tim rất là to, không cũng sai luôn, là một con người rất là đẹp, đẹp thôi. Mình cảm giác bạn là cả một bầu trời của họ, và tình yêu của họ nè vẫn dành cho bạn một cách rất là mù quáng, rất là vẫn còn yêu thương rất là nhiều. Dĩ nhiên mình cũng không biết tại sao họ lại yêu bạn nhiều đến mức như thế này, nhưng nói chung hai cốc tức nghĩa là có duyên đó, bạn với họ có duyên, còn họ thì có nợ với bạn. Và mình cảm giác họ cứ đâm đầu vì yêu mà cứ đâm đầu mà thôi. Và mình thấy giống như là họ muốn làm con mèo được ngồi trên đùi bạn, được bạn vuốt ve, được bạn yêu thương, được bạn chăm sóc. Họ muốn làm tất cả vì bạn.
và mình cảm giác đây là một cái tình yêu unconditional love, tức là một cái tình yêu vô điều kiện. Dĩ nhiên mình cũng không biết là bạn có nhận ra được người này hay không, nhưng mà mình nghĩ Queen of One ở đây thì có thể bạn nhận ra được, bạn biết được người này là ai. Nhưng mà mình cũng không biết thật sự bạn xem người này đó là một lựa chọn, là một cái tình yêu thật sự, hay là một cái con mèo đơn giản chỉ để bạn wow wow khi mà bạn vui. Tại vì mình thấy cái gì, mình thấy ở đây có một cái gì đó ở trong bạn, nó có cái lòng tham ở đây. Bạn không muốn buông người này ra, bởi vì đơn giản bạn cảm giác giống như là lúc tao không có ai thì tao vẫn còn mày. Mình chỉ nói như thế thôi. Mình cũng không muốn nói thêm, tại vì tự nhiên mình cảm giác đó là có cái gì đó nó sai, có cái gì đó nó sai đây. Mình nghĩ là câu chuyện này có thể nó chưa xảy ra với nhiều bạn hoặc với nhiều người. Cái kỵ sĩ tóc này mình chỉ nói một điều, đó là thật ra người này cũng có người yêu họ đó, chứ không phải là không đâu nha. Người này có người yêu họ, có người thương họ từ rất lâu rồi, hoặc là tới bây giờ vẫn có người theo đuổi họ, nhưng họ không chọn đó, họ chọn bạn đó. Mình cũng không biết phải nói sao. Mình sẽ kéo cho bạn lời khuyên đi ha, hoặc là thông điệp chữa lành. À không, không được, của bạn thì không có thể kéo cái này được. Mình sẽ kéo cho bạn cái bộ khác đi. Mình sẽ dùng cái bộ Maybe Leo nè để cho bạn một vài thông tin về người này ha. Cho bạn một thông tin đi về người này, như bạn chưa biết người đó là ai ha. Chúng ta có lá mặt trăng, sét đánh, tình yêu sét đánh. Rồi, gương vỡ. Ôi, mình cảm giác cái câu chuyện này thật là bi thương. Đối với những bạn chọn tụ hai á, thì mình cảm giác như thế này. Cái mặt trăng này á, có thể người này là một cái mặt trăng, hoặc là lá này là lá The Moon, tức nghĩa là tình cảm của họ, hoặc là câu chuyện tình cảm giữa bạn và họ nó có rất nhiều duyên nợ, nợ duyên. Và mình cảm giác giống như là bạn không có mình cảm giác có nhiều cảm xúc không được rõ ràng. Mặt trăng là thứ mờ mờ ảo ảo, lúc tròn lúc khuyết, lúc có lúc không, lúc tỏ lúc này lúc khác. Thành ra mình thấy một điều, đó là một cái mặt trăng mà đại diện cho cái tình yêu á, thì cái mặt trăng thì lúc nào nó cũng cứ thay đổi như mồng một của lộn, nó thay đổi hoài. Và mình cảm giác ở đây cái tình cảm này nó cho mình một cái gì đó, sự luyến lưu rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là sét đánh, chắc chắn tình yêu này mình nói rồi, ngay từ đầu hai cốc mà, là một cái tình yêu như sét đánh, là một cái tình yêu mà nhìn vô là người này đã bị bạn hớp hồn rồi. Bạn cho khi mình nghĩ nhiều khi bạn chả cần làm gì luôn á, bạn chỉ cần lướt qua đời nó là nó tự động nó thích bạn rồi. Cái nữa là gương vỡ, mình không dám nói điều câu chuyện này nó đi đến đâu và nó ra sao. Đối với mình, gương vỡ nó là một cái dấu hiệu, nhưng thôi mình cũng không muốn nói nhiều, mình muốn dừng ở đây. Và mình sẽ có những con số đây, chúng ta có số 3, số 2, số 7, số 9, số 1 và số 0. Thì ở đây những con số này có thể liên quan đến, một đó là ngày tháng năm sinh của họ, hai đó là liên quan đến số giấy chứng minh, số điện thoại, hoặc là địa chỉ nhà, hoặc là có một con số nào đó liên quan đến sự kiện ngày tháng năm mà bạn gặp họ. Cái chữ cái thì ở đây chúng ta có chữ F, chữ M. F này có thể thay bằng chữ B phở, W S, chữ X với chữ E. Thì có thể đây là những cái chữ cái nó xuất hiện trong tên của họ, trong địa chỉ nhà họ, hoặc là một cái ký tự, hoặc là một cái chữ cái họ, hoặc là tên nickname mà họ thích dùng ha. Thành ra nếu mà bạn thích những cái, bạn có thể thấy được một cái thông tin nào đó mà nó khớp với những cái trả bài ở đây, bạn cứ comment xuống cho mình biết nha. Yeah. Chào mấy bạn chọn tụ ba. Bây giờ thì mình sẽ giải bài cho các bạn ha. Đầu tiên là chúng ta có 5 gậy. Vì sao họ lại yêu bạn? Page of one. Strength. Bảy gậy. Page of one lần nữa nè. 5 cấp. Ủa lòng 4 cấp. 7 tiền, 8 kiếm. Đối với cái câu chuyện của những bạn chọn tụ số 3 này á, vì sao người này hoặc là họ lại yêu bạn? Thứ nhất á, chúng ta có 5 gậy. Mình cảm giác đó là người này là một người họ yêu bạn bởi vì họ tin rằng, họ tin nha, là nếu họ rải nguyên cái đống đồ ăn ở đây thì sẽ có con lừa đến ăn. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là trong người này có thể là một người rất là tự tin, một người mình nghĩ có ngoại hình, là một người mình nghĩ có một cái sự lém lỉnh thông minh, và có một cái cách gọi là biết chào mời. Mình cảm giác họ biết cách gọi là làm cho người khác bị
bị thu hút bởi họ, hoặc đơn giản họ biết cách bông đùa hoặc là hái lá bẻ măng, không ta hái gió gì, hoặc là đại loại nói chung là họ biết rồi đại thính đi, bài đọc cái văn chương thơ các kiểu. Mình cảm giác giống như là năm gậy ở đây, tức là cái gì, bởi vì họ tin vào cái thứ gọi là họ có khả năng, thành ra họ nghĩ giống như chỉ cần rải đó là chắc chắn là bạn sẽ ăn. Thật ra mình cảm giác á, bạn có biết điều này không, bạn biết á, chứ không phải bạn không biết đâu. Bạn không phải là người ngu, bạn là strength, bạn rất là thông minh, bạn rất là có sự phòng thủ và bạn biết chơi cợt nhã với người này. Bạn năm gậy tức nghĩa là gì, ban đầu bạn cũng chỉ muốn biết, tìm hiểu thử, bạn thấy có sự tò mò, bạn thấy ừ người này cũng được, cũng có những cái nét đẹp, những cái thú vị, những cái gì đó mà mình cảm giác giống như là à, cái đứa này nó đang chơi đại thính với mình nè, tại sao mình không chơi với nó, tại vì nó có thứ cho mình ăn mà. Và mình cảm giác giống như là nó cho mình ăn thì mình cứ ăn thôi, tại sao mình không ăn? Tại vì mình cảm giác giống như là đối với bạn cái việc ăn này không có thiệt cái gì hết. Vấn đề nằm ở chỗ đó là tao có thể là một con lừa, nhưng mà trong thập tâm tao là một con sư tử, và một ngày nào đó tao không thích thì tao có thể vồ mày. Và mình cảm giác á, khi mà người này yêu bạn á nha, họ yêu bằng cả cái con mắt lẫn trái tim luôn. Mà nhìn cái con hải ly nè, mình rất thích lá này, tại vì mình cảm giác nó dễ thương lắm, kiểu ngáo ngáo ngơ ngơ, cái kiểu giống như đó là tao thích thì tao làm thôi, tụi bay không cần lý do gì á, giống như là tao là hải ly mà tao có thể bơi được, tao có thể đi lên bờ được, và tao thích cây gậy này thì tao cầm cây gậy này thôi, còn những cây gậy khác nó trôi qua đời tao là kệ, tao không quan tâm. Mình cảm giác người này rất là lì, rất là bướng, có cái tôi rất là cao, và mình cảm giác đối với họ việc mà chinh phục được bạn đó là một cái thành công, một cái gì đó mà mình cảm giác giống như là tao phải có được cái con nhỏ này, hoặc là kiểu giống như là tao phải bẻ mồm được con sư tử này. Nếu họ là cô gái, còn bạn là con sư tử và ngược lại, tức nghĩa là đối với họ đây là một trò chơi. Và trong cái trò chơi này họ có nghiêm túc hay không? Họ nghiêm túc nha, mình không nói họ bông đùa đâu, họ rất nghiêm túc với trò chơi này. Và bởi vì họ nghiêm túc và họ cảm giác có sự chinh phục mới là sự thú vị, và họ cảm giác giống như bạn xứng đáng với họ và họ xứng đáng với bạn, bởi vì như thế nó mới là một cặp đôi vẹn toàn kỳ mỹ. Bởi vì mình cảm giác nó có một cái gì đó ở trong cái người này, đó là cái gì, đối với họ khi mà bạn là người yêu của họ, bạn là trên hết. Bạn nói cái gì cũng đúng, bạn làm cái gì cũng đúng, mặc dù họ biết có những thứ sai, nhưng đối với họ, tôi không quan tâm. Tôi yêu cô đó là bởi vì tôi yêu cô đó, em yêu anh đó là bởi vì em yêu anh đó. Các bạn đừng nói nhiều, các bạn đừng có né tránh, các bạn đừng có thêm dầu, thêm mắm, thêm muối gì hết trơn. Tôi yêu là chuyện của tôi, đó là như vậy. Thêm một cái nữa đó là mình thấy trong cái cách người này yêu bạn, hoặc là vì sao họ lại yêu bạn nhiều đến thế, mình cảm giác giống như là có thể lâu rồi người này chưa yêu ai, hoặc là có thể trong tất cả những sự lựa chọn của họ, tự nhiên bỗng dưng một ngày đẹp trời họ thấy bạn là họ yêu. Nó không phải là kiểu tình yêu sét đánh đâu, nhưng nó là một cái kiểu giống như là, mình cũng không biết cái kiểu người này là kiểu người như thế nào, nhưng mà đại loại giống như là đôi khi người ta chỉ cần tin người ta làm được là người ta làm á mà. Cũng không biết yêu vì cái gì, mình cũng không đang thấy rất là lạ. Yêu gì mà kỳ cục, tức nghĩa là một cái tình yêu mang tính chinh phục vậy là có yêu hay không? Không, câu chuyện đó không quan trọng. Cái thứ hai, ở cái thứ ba nữa, chúng ta có một lần nữa là Pay Up One, người đưa tin gậy và năm cốc. Thật ra mình cảm giác người này á, sau bao nhiêu thứ xảy ra, tức nghĩa là có thể hai bên có những cái sự mình cảm giác hai bạn là những người tương đối cũng khác nhau á, không giống nhau lắm đâu. Mình cảm giác giống như là sau một thời gian quen nhau, sau một thời gian tìm hiểu, người này yêu bạn bởi vì sự cố chấp, chấp niệm ở trong họ. Họ nhìn thấy được bạn là một người khác với những gì bạn họ từng mơ tưởng. Tại vì mình thấy đây là Pay Up One nè. Bạn trở thành một người rất là kiêu căng, tự phụ, hoặc là trong bạn có một cái tôi rất là cao, bạn có tính gia trưởng, có tính nữ quyền, có tính lì, có tính kiểm soát người khác, có máu ghen, có những cái lời nói, hành động, động thái nào đó mà ở đó nó làm cho họ cảm giác bạn luôn đặt bạn ở vị trí cao hơn họ, và bạn không có đặt họ vào trong tâm trí của bạn. Mình cảm giác giống như, ví dụ nha, nếu bạn nhìn hình bạn sẽ thấy nè, con hải ly này nó ngồi ở đây, còn bạn thì có một cái cơn sóng nâng bạn lên cao thật là cao, và bạn nhìn với cái gương mặt cợt nhã với con này, bạn nói trời ơi con này nó ngu, đồ ngu, kiểu giống như vậy. Và mình kiểu giống như là mình thấy cái người này kiểu giống như nó là, tao đâu có thích mày, thật ra tao không thích, nhưng tao chỉ thích chơi với mày thôi, nhưng bởi vì mày ngu mày đâm vô tao làm chi. Hoặc là kiểu giống giống như vậy, hoặc là đơn giản hơn á, nó là cái gì, bạn thích họ, ở không, họ thích bạn. Và mình cảm giác giống như là bởi vì bạn cứ tôn thờ, bạn nâng họ lên nên họ có quyền leo lên đầu bạn ngồi, đó là chuyện hiển nhiên nhé. Đó là câu chuyện hiển nhiên.
và bởi vì bạn nâng họ lên, thành ra giống như là tới họ đã lên cao quá rồi họ xuống không có được. Và thiệt ra người này cũng không có xuống đâu, họ người này luôn luôn thích được nâng lên, thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được quan tâm là bạn đó. Mình cảm giác như vậy á, thành ra mình cảm giác giống như là trong một mối quan hệ á, thật ra mình cảm giác không phải bạn tham lam, không, mà thật ra bạn có tham, nhưng mà mình cảm giác giống như là bạn luôn luôn thích làm trọng tâm, bạn luôn luôn thích được một cái người nào đó quan tâm, chăm sóc, yêu thương, nâng niu, chiều chuộng. Hoặc là trong trường hợp nếu không có ai yêu bạn, bạn sẽ rất là thích được người khác chú ý, để tâm tới. Và mình thấy năm cốc ở đây là người này họ có nhận ra đó không? Mình vẫn nói họ nhận ra, nhưng bởi vì họ mong một ngày chính cái tình yêu chân thành của họ, chính cái điều mà họ đã làm cho bạn, bạn sẽ nhận thấy được tấm chân tình của họ. Và mình cảm giác ở đây giống như là 7 tiền với 8 kiếm. Thật ra mình cảm giác bạn không sớm thì muộn bạn cũng sẽ làm tổn hại đến người này, không sớm thì muộn, bởi vì mình cảm giác bạn luôn luôn là người đi chọn một cái gì đó tốt hơn. Người này không phải là lựa chọn tốt nhất đối với bạn. Người này nè, bạn là 7 tiền, tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là bạn thường mang tính giống như kiểu là gì, người ta hồi xưa có một cái bài hát gì, anh bỏ công anh đào 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 đào, đào đêm đào ngày, anh thả cá nuôi gì đó tùm lum ra, rồi sau này em bán mớ cá đó đi rồi anh chỉ còn lại miếng đất đó, hay cái gì đó, cái đại loại là cái bài hát đó nó cũng xưa lắm rồi, từ thời của mình lận. Thì mình cảm giác giống như là bạn không có muốn, thật sự bạn muốn đi tìm một cái mảnh đất màu mỡ hơn, bạn muốn bỏ lại cái mảnh đất này, bởi vì bạn cảm giác ở đây gieo bao nhiêu cái hạt á thì quả nó ăn hết. Mình cảm giác bạn tiếc tình cảm, mình cảm giác bạn không có thật lòng với người này, mình nói thẳng. Và người này họ biết không? Họ biết á. Nhưng mà bởi vì họ cảm giác giống như là tại họ ngu, họ đổ lỗi tại họ ngu một lần nữa, tức nghĩa là người này chỉ tự nhận đau thương cho họ mà họ không thấy được vấn đề. Thì mình cũng không biết khuyên sao, nói như thế nào hay là phải làm gì trong trường hợp này. Nhưng mà mình cảm giác giống như là họ yêu bạn, và trong cái tình cảm yêu này á, nó là một cái sự, mình dùng từ là quán gà luôn á, mình dùng từ quán gà luôn á. Và mình thấy cái sự quán gà này nó quán từ 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 đầu, nhưng mà có thể ban đầu là do họ cứ tin vào phép màu, họ tin vào những cái gì mang tính gọi là what a wonderful, kiểu giống như là gì, họ tin vào tấm, không phải người này là, có thể ban đầu họ có thể hơi có cái máu chinh phục, nhưng mà có thể bạn dạy cho họ một cái bài học rất là lớn, nó liên quan đến chuyện đó là không phải cái gì họ muốn cũng được. Mình cảm giác bạn có dễ dạy cho họ một cái bài học như thế. Còn họ dạy cho bạn một cái bài học đó là gì? Đó là đừng có tham, đừng có tiếc rẻ cái tình cảm của mình, và đừng có bông đùa với tình cảm của người khác. Tại vì mình cảm giác trong cái tủ ba này nó có nhiều thứ phải nói lắm, nhưng mà mình cảm giác mình cũng nói gần hết rồi. Nhưng mà mình thấy một điều đó là đây là một cái mối quan hệ mà mình cảm giác hai bạn đều chơi ngu, mình nói thẳng là như vậy. Và mình cảm giác hai bạn đều có những cái cố chấp riêng. Mình chỉ biết mình chỉ biết nói được như thế thôi. Nên thôi, mình sẽ lấy cái bộ này đi để mình cho các bạn thông điệp chữa lành đi nhé. Mình sẽ kéo hai lá thông điệp chữa lành cho mấy bạn. Lá thông điệp chữa lành đầu tiên, unblock. Unblock là cái gì? Đó là hãy tránh xa thế giới ảo, hãy từ bỏ những thứ làm bạn sao nhãng, mất tập trung, và hãy cân bằng giữa thực tế và ảo, hãy tìm đến thiên nhiên thay vì cái màn hình điện thoại. Thật ra cái câu khuyên này là cái gì? Unblock này tức nghĩa là hãy loại bỏ những thứ không cần thiết, hãy bỏ đi ngoài tai những cái điều mà hoặc là hãy bỏ đi những thứ không thuộc về các bạn. Giống như nó nói là cái điện thoại với con người lúc nào cũng dính tới nhau đó, đó là xã hội bây giờ. Và mình cảm giác nó nói là hãy bỏ cái điện thoại đó qua một bên đi, nếu nó đã không thuộc về bạn, nó đã không tốt cho bạn rồi còn cố gắng cầm nó làm cái gì. Nó giống như cái lá 7 tiền với cái lá 8 kiếm này nè. Nếu thật sự bạn nó không có tình cảm với người ta, hoặc là nếu bạn thật sự không yêu thương người ta thật lòng, đừng lợi dụng người ta. Bởi vì bạn biết một điều, đó là đến một ngày nào đó khi người ta nhận ra được cái điều này, hoặc đến một ngày nào đó bạn tin vào nhân quả, thì đây sẽ là cái mà mình không có hù bạn đâu. Đó là sự thật đó. Believe, phép màu tuôn tồn tại, và hãy tin vào cảm xúc và trái tim. Khi mơ ước hòa một với con tim là lúc ý tưởng định hình, tình bạn đơm hoa, và mọi thứ đâu sẽ lại vào đấy, mọi thứ đều có thể. Mình cảm giác cái lá này á, nó lại liên quan đến câu chuyện là cái gì? Nó liên quan đến câu chuyện đó là nếu thật sự mà bản thân bạn á, tin rằng người này là người thật sự dành cho bạn, thì bạn nên thay đổi thái độ, bạn nên có một cái hành động, một cái gì đó khác đi. Bạn không nên như thế này, tại bởi vì bạn đang vô tình làm tổn thương cả hai bên, hoặc là đơn giản bạn đang làm xấu hình ảnh của bạn đi. Hoặc nếu bạn tin rằng đây là một cổ tích, một cái câu chuyện tình đẹp đẽ cho cuộc đời của bạn á, thì mình nghĩ giống như là bạn phải tìm cách
chứng minh nó, thay đổi nó, tác động vào nó để làm sao câu chuyện này trở thành một cái giống như là cho họ tin vào phép màu. Và phép màu nó luôn luôn đòi hỏi một sự cố gắng, một cái gì đó trong đấy, nó không phải là chuyện tự nhiên mà đến. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn cái tụ này ha.